chụp bảo hạt hợp kim cái trục này là với em đặt ở nhà máy nước ngoài nhá kỹ thuật bên em đang tiến hành kiểm tra cụ thể cái trục này em làm cho anh huân ở phường hải bình thị xã nghi sơn thanh hóa cái trục này nằm trên máy nhật nhá đây ở giữa đoạn này là nó không có hạt lý do là theo yêu cầu để giảm chi phí cho khách hàng thì bên em chọn phương án là giảm chi phí cho khách hàng cái phần này là giữa cái mặt bào và mặt cuốn nó có cái cư đấy nên lắp hạt vào thì cũng thừa thế đâm ra là chọn phương án là bỏ hạt chọn để tiết kiệm chi phí ví như cái trục này thì bằng tính tiền từ điểm này ra điểm này và từ điểm này ra điểm này thôi hạt đến đâu tính tiền đến đấy em nhắc lại là em làm cho anh huân ở phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Cái trục này có cân nặng là 50 kg. Đây phần đây đây là 79 phân. Là phần quả lô. Đây. Điểm 0. Đây là 79. Tổng chiều dài nó dài khoảng độ 95 cm. 97 cm như tính tiền. Thì bao nhiêu tính? 71. Đây từ đây rồi